Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 528 của Sốc Công nghệ TRD. Thưa các bạn, đây cũng là số cuối cùng của năm 2021 các bạn ạ. Chỉ còn một ngày nữa là chúng ta sẽ sang năm 2022. Chúc tất cả các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành và làm tất cả những công việc đều gặp nhiều may mắn các bạn nhé. Nói chung là năm 2021 là một năm phải thất bại toàn bộ với người dân Việt Nam như thế giới vì dịch Covid nó tàn phá kinh khủng khiếp quá. Hy vọng năm 2022 sẽ khởi sắc lại toàn bộ và cuộc sống của người dân sẽ trở lại như bình thường. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp ngày hôm nay. Câu hỏi số 1 của bạn Châu Trần Văn, em chào anh ạ. Anh cho em hỏi là máy laptop Lenovo ThinkBook 14S bản yoga có bản lề 360 độ, chất liệu có tốt không và có xài được lâu dài không ạ? Em ơi, đối với tất cả những dòng laptop mà có xoay gập 360 và tất cả những cái mẫu máy bắt đầu được sản xuất từ tầm khoảng 2017 thì anh đã thấy rất ít lỗi. Với những cái mẫu mà 2020, 2021 thì nó còn càng ok hơn. Đối với những chiếc máy laptop X360 thì chúng ta cần chú ý gì? Thứ nhất là các bạn mở máy, các bạn cứ mở từ từ, mở từ giữa và chúng ta cứ xoay từ từ chứ đừng có kiểu mở bên nọ mở bên kia mà các bạn lật quá cái góc, có nghĩa là lật tay quá mạnh dẫn đến sai lệch bản lề, hoặc có một cái gách góc nào đấy mà các bạn bóp màn hình, xoay màn hình chẳng hạn, nó không chuẩn, có thể có những trường hợp là dẫn đến nó là vỡ màn hình hoặc bản lề bị lệch và dần dần nó còn bị gãy cả bản lề, nên dùng như thế là cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta cứ mở từ từ, đơn giản nhẹ nhàng là nó sẽ bền tốt bạn nhé. Câu hỏi số 2 của bạn Nguyễn Đăng Dũng cho em hỏi là Vega 1050 trên laptop với cả Vega 1050 trên PC thì hiệu năng có bằng nhau không ạ? Nếu laptop yếu hơn thì yếu hơn khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Bạn chú ý nhé, ví dụ như 1050 thường, 1050 Max-Q nó đã khác nhau rồi. Còn thông thường cái hiệu năng trên CPU hay GPU trên laptop ấy thì thường trên laptop nó yếu hơn bởi vì cái công suất tiêu thụ điện năng nó thấp hơn mà tối ưu cho phù hợp những chiếc laptop. Trong khi đó những chiếc PC thì có công suất lớn hơn và thậm chí là cái CPU của nó khỏe hơn, Vega của nó có công suất lớn hơn thì hiệu năng của nó cũng sẽ tốt hơn, thông thường nó lệch khoảng từ 15 đến 20% hiệu năng bạn nhé. Câu hỏi số 3 của bạn Bình Hữu, anh ơi, từ thanh RAM 8GB chuyển sang Dua 2 thanh 4GB thì mất bao nhiêu phí? Nếu có thì chi phí là khoảng bao nhiêu ạ? Nếu mà bạn đổi các ví dụ như một que 4GB mà bạn muốn đổi là hai que 8GB nhà mình chẳng hạn thì mình sẽ nhập lại que 4GB của bạn 300.000 và que 8GB thì bạn phải bỏ ra 900.000 để bạn nâng cấp. Đó là chuẩn RAM DDR3. Trong khi đó chuẩn RAM DDR4 thì bạn sẽ phải bỏ thêm 100.000 nữa. Chuẩn RAM DDR4 thì mình cũng sẽ nhập lại bạn thêm 100.000 thì bạn chỉ cộng vào là mình sẽ đổi RAM cho bạn nhé. Câu hỏi số 4 của bạn Trần Văn Văn Tiến, giám đốc lương cho anh hỏi, anh đang cần một chiếc máy 14 inch đến 15 inch càng mỏng nhẹ càng tốt, pin từ 3 đến 6 giờ hay dùng để làm Photoshop, dựng phim, AutoCAD có cổng Type-C, Wi-Fi mạnh và có được ổ SSD 256 đến 500GB, tài chính trong tầm giá 18 triệu, mong được em tư vấn. Chiếc máy này thì em thấy phù hợp nhất nếu mà phiên bản màn hình 14 inch để được trang bị cấu hình tốt nhất và có Vega rời thì em thấy đó là chiếc Asus Q408. Chiếc máy được trang bị dòng CPU Ryzen thế hệ thứ 5, RAM 8GB, SSD 256GB, có nâng cấp độ ổ cứng anh nhé. Đặc biệt máy được trang bị Vega rời đó là NVIDIA GeForce MX450 dung lượng 2GB, màn hình với tỷ lệ bao phủ màu 100% RGB và máy chỉ có trọng lượng chỉ hơn 1kg thôi. Thậm chí là cái camera trên máy có tính năng nhận diện khuôn mặt cực kỳ bảo mật luôn. Và đợt thượng pin có thể đảm bảo cho anh dùng 8 tiếng đổ lên. Trong khi đó với phiên bản 15 inch thì chúng ta sẽ có một chiếc máy rất tốt trong cái tầm tiền này. 18 triệu thì anh chọn cho em chiếc Dell Inspiron 5515 nhé. Trang bị cấu hình cũng là AMD Ryzen 5 5500 8GB SSD 256GB màn full. Và màn hình 15.6 inch có phim phụ, có hỗ trợ màn hình cảm ứng, có bảo mật vân tay. Giá 18.500.000. Thì em thấy đây là hai chiếc máy tốt nhất cho anh, thì anh có thể tham khảo thêm video đánh giá của em trên YouTube anh nhé. Câu hỏi số 5 của bạn Mạnh Phạm, Lenovo IdeaPad Gaming 3 bản i5 Gen 10 thì còn hàng ở Hà Nội không ạ? Với những chiếc máy gaming tầm tiền dưới 20 triệu phải nói với bạn là cực kỳ khan hiếm. Nếu bạn thực sự mà cần đặt hàng chiếc máy này thì bạn phải đặt trước hàng tuần mới có hàng bạn ạ. Còn hiện nay cửa hàng đang sẵn với bản Gen 11 chip i5 đời 11 và có phân khúc giá là 21.500.000. Bạn có thể qua cửa hàng để mua hàng nhé bạn nhé, hoặc đặt hàng nhé. Câu hỏi số 6 của bạn Bùi Văn Hội, anh tư vấn cho em chiếc laptop dưới 20 triệu mà có SSD cao và chip khỏe với ạ. Dưới 20 triệu và có SSD cao, chip khỏe thì em chọn cho anh một chiếc máy mới, đó là chiếc Dell Inspiron 5510. Thì đây là chiếc máy có tốt nhất trong phân khúc giá của em, mà máy mới 100%. Có vỏ hộp kim nhôm, có vân tay, màn hình IPS. Chiếc máy được trang bị i5-11320H, RAM 8GB, SSD 256GB. Lưu ý là con máy này cho phép em nâng cấp hai khe cắm ổ cứng PCIe bên trong. RAM có thể nâng cấp tối đa tận 64GB RAM chiếc máy này luôn. Đang có giá 19 triệu thì anh thấy đây là chiếc máy tốt nhất, chip khỏe nhất trong phân khúc giá của em. Máy mới 100% em nhé. Câu hỏi số 7 của bạn Dương Phạm, anh cho em hỏi là từ 10 đến 13 triệu không cố thêm được nữa, có con máy nào mà màn Full HD 15.6 inch hoặc 14 inch, hiệu năng từ đời i3 đời 10 trở lên đủ mượt để em làm Word, PowerPoint, Excel và sẵn hàng ở bên mình ạ?
Em cố một chút đi, em chọn cho anh chiếc Dell Inspiron 3511. Đây là chiếc máy mới 100% nhé. Màn hình 15,6 inch Full HD IPS luôn. Giá máy có RAM 4GB SSD 128GB vừa đủ cho em dùng và có bàn phím phụ, giá chỉ có 13,9 triệu. Đây là máy mới đập hộp 100%, cực kỳ ngon trong cái tầm tiền em đầu tư. Cố thêm mấy trăm nghìn thôi, dùng máy Dell cho bền em nhé. Câu hỏi số 8 của bạn An Hoàng. Acer Nitro 5 có làm được thiết kế đồ họa không ạ? Nitro 5 thì là một trong những chiếc máy gaming ở phân khúc giá rẻ, có trang bị cấu hình cao, CPU khỏe, có Vega rời thì không có lý gì để không làm được đồ họa em nhá. Chơi game còn khỏe luôn em nhá. Câu hỏi số 9 của bạn Thụy Phạm. Anh ơi, em có chiếc Vio Sony bản RAM 4GB thì có lên được nữa không ạ? Với những chiếc máy mà cho phép dòng mình nhớ không nhầm thì con 131 này thì RAM vẫn còn một khe cắm, nâng cấp được bạn ơi. Con này nâng cấp được bạn nhá, bạn qua cửa hàng mình nâng cho. Câu hỏi số 10 của bạn có tên Hàn Quốc. i7 là gì vậy mọi người ơi? Trời ơi, một cái câu hỏi thế này thì bạn khác gì bạn hỏi là con trai con gái là như nào, con trai như nào, con gái như nào, thì cái laptop nó cũng vậy bạn ạ. Laptop hiện nay nó trang bị rất là nhiều chuẩn CPU, chính cái này rất là đơn giản nhưng không phải ai cũng biết. Ví dụ, mình trả lời luôn này. Laptop hiện nay thì nó có chip Pentium này. Đây là loại chip rẻ và nhẹ nhàng nhất mà trang bị xung yếu nhất. Sau đó thì có chip i3, i5, i7, đó, i9, Xeon. i7 thì nó là chỉ một chiếc máy hiệu năng tốt và cái i7 thông thường sẽ có số nhân số luồng rất cao. Số GHz có là cái xung nhịp bên trong con CPU ấy. Lúc nào chúng ta hiểu giống như cái phân phối của một chiếc xe máy hay ô tô các bạn đi chẳng hạn. Ví dụ cùng là một chiếc máy quốc xe Way chẳng hạn, nhưng nó có phân phối lên đến 150 và một chiếc máy chỉ có 100 thì vị trí là cái 150, nó sẽ tăng tốc tốt hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Thì cái laptop cũng vậy, i7 thì nó sẽ ở phân khúc là chỉ một chiếc máy có CPU mạnh, hỗ trợ chơi game và làm đồ họa tốt bạn nhé. Em ơi, hiện nay cái thế hệ chip i7 nó có đến 11 thế hệ bây giờ. Và ngoài thế hệ chip i7, hiện nay chúng ta có CPU của hãng AMD thì nó cũng sẽ phân biệt tương tự giống như cái dòng thế hệ của i7 trên Intel. Hiện nay i7 nếu mà cái khái niệm Core i đầu tiên ý, thì nó có Core i từ thế hệ 1. Đó là những chiếc CPU nó chỉ có 3 số thôi, được sản xuất từ năm 2010. Và CPU i7 mới nhất bây giờ là i7 đời thế hệ thứ 11. Nó còn gọi là chip thế hệ Tiger Lake với tiến trình sản xuất chip của nó là 15 nanomet để bạn hiểu thêm bạn nhé. Câu hỏi số 11 của bạn Hòa Phạm. Làm đồ họa kỹ thuật cơ bản thì chip Ryzen có được tối ưu không anh? Một chiếc máy trang bị CPU Ryzen hay CPU Intel bây giờ ấy, thì nó đều được tối ưu về kỹ thuật rất là tốt. Và cái quan trọng là cái phần mềm, các ứng dụng của bạn. Bạn cần CPU nhiều hơn hay cần Vega rời nhiều hơn, cần RAM, cần ổ cứng. Nói chung để mà chỉ đến cái sức mạnh của một cái máy thì chúng ta cần rất nhiều linh kiện. Ví dụ CPU, bộ lão trung tâm. CPU càng khỏe thì nó hỗ trợ các bạn render, các phần mềm tính toán, chạy mô phỏng, chạy giả lập càng tốt. Vega rời thì là một con sức mạnh vi xử lý chuyên dụng để xử lý các thuật toán về đồ họa và xử lý khi các bạn chơi game, xử lý các thuật toán về hình ảnh. Đó, RAM, Access Memory, bộ nhớ tạm thời. Khi các bạn cắm càng nhiều RAM thì các bạn load các ứng dụng càng nhanh. Ổ cứng có tác dụng là chạy hệ điều hành và lưu trữ toàn bộ thông tin, vân vân. Thì bạn hiểu thêm bạn nhé. Câu hỏi số 12 của bạn Phong Mai. Anh cho em hỏi là dòng máy chạm ThinkPad tầm giá từ 22 đến 25 triệu thì có con nào là tốt nhất, hợp lý nhất để xử lý tốt trong vòng 5 đến 6 năm tới ạ? Với tầm tiền này thì hiện nay cửa hàng mình sẽ có những chiếc như là ThinkPad P51, Dell Ryzen 7520 hay HP ZBook 15G4. Đây là 3 chiếc Mobile Workstation tốt nhất trong phân khúc giá của bạn, màn hình 15,6 inch, tối ưu với các ký sự đồ họa, đồ bền có thể dùng 5 đến 75 thoải mái luôn. Còn nếu mà bạn thích màn hình 17 inch thì hiện nay đang có Dell Ryzen 7710. Cũng trong cái tầm tiền phân khúc giá để bạn đầu tư bạn nhé. Những chiếc máy này sẽ cho phép các bạn nâng cấp RAM tối đa 64GB RAM, ổ cứng nâng cấp tối đa vài cái và thậm chí có thể nâng cấp cả Vega rời bên trong máy luôn. Máy có màn hình từ Full HD IPS đến màn hình 4K đều có bạn nhé. Câu hỏi số 13 của bạn Thắng Lê Hữu. Anh cho em hỏi, em đang học ngành cơ điện tử thì máy Lenovo ThinkBook 14G3 liệu có đáp ứng đủ không ạ? Với chiếc ThinkBook 14G3 thì được xếp ở phân khúc máy ở phần kỹ thuật và đồ họa ở mức tầm trung thôi em ạ. Và đây không phải là dòng máy chuyên nghiệp để dành cho điện tử hay cơ khí. Và nó chỉ sử dụng ở mức bình bình mà sử dụng các thuật toán về máy móc đơn giản và thiết kế 2D là ngon lành thôi. Còn nếu mà chuyên dụng thì phải giống như cái câu hỏi của bạn ở trên ý. Là những chiếc máy chuyên nghiệp để dùng cho kỹ thuật điện tử, để dành cho thiết kế và cần độ bền cao. Đó là những chiếc máy chạm hoặc ít nhất là những chiếc máy được trang bị CPU và Vega rời khỏe để có thể xử lý các thuật toán về đồ họa tốt hơn, kỹ thuật tốt hơn bạn nhé. Câu hỏi số 14, em đang theo dõi ngành học đồ họa mà mẹ em đi mua máy tính không cho chọn dòng gaming bởi vì sợ là chơi game nhiều, anh giải thích giúp em với ạ. Thực ra thì cái câu hỏi này thì anh đã giải thích trên tương đối là nhiều số hỏi đáp. Không phải một chiếc máy gaming, bác nhá, giải thích luôn cho bác, không phải là một chiếc máy gaming mua về thì nó chỉ dành để chơi game, không phải đâu ạ. Gaming thì nó là cái thuật toán chỉ trong cái ngành máy tính, là một trong những chiếc máy tối ưu về sức mạnh, có thể hỗ trợ các thuật toán về đồ họa,
Và các ứng dụng, tất cả những các ứng dụng về văn phòng các kiểu đều có thể sử dụng trên những chiếc máy gaming được. Và thông thường những chiếc máy gaming thì được xếp vào hạng phổ thông, có nghĩa là cái giá của nó không quá đắt và cái cấu hình thì nó lại được tối ưu rất là cao để hỗ trợ vừa làm đồ họa vừa làm chơi game, cũng như tất cả các ứng dụng về phần mềm đều tốt. Nói chung là không vấn đề gì cả. Còn thực ra việc chúng ta, các bậc bố mẹ, bởi vì em cũng là người có con cái, để cấm các con ấy thì cấm thì việc cứ cấm thôi. Còn với em thì không nên cấm quá, bởi vì chơi game thì cũng không có gì là xấu cả, miễn làm sao nó vừa phải. Còn trên Internet nó rất là rộng lớn, nếu mà chúng ta biết sàng lọc thông tin và biết chắt lọc những cái tốt và loại bỏ những cái xấu thì mọi thứ nó đều ok. Còn giới thiệu bác, cháu cũng là người nghiện game ngày xưa, ngày chơi khi đến 4-5 tiếng và thậm chí chơi 2-3 ngày. Nhưng nói thật, chơi lắm thì cũng chán. Sau đó thì những cái đam mê đó thì mình bỏ hết để tiến tới những cái mà đam mê, những cái sở thích tốt hơn. Còn chơi game thì không có gì cả là xấu, miễn là mình chơi ở mức vừa phải. Mà vừa phải thứ nhất là đầu óc nó cũng không stress, và bạn bè thứ để chúng ta kết nối nó cũng vui vẻ bác nhá. Câu hỏi số 15, em muốn tìm một chiếc laptop làm đồ họa Revit, AutoCAD, thêm một số tác vụ như là Adobe nhỏ hoặc là chơi Liên Minh, hãng Dell hoặc Lenovo, thì nên chọn dòng máy nào trong tầm giá từ 16 đến 20 triệu ạ? Câu hỏi này là câu hỏi rất là thú vị. Với tầm tiền này thì những người dân Việt Nam ta sở hữu rất là nhiều. Nếu một chiếc máy được các bạn cần muốn tiết kiệm thì với tầm tiền này thì bạn có thể sở hữu những chiếc máy gaming. Trong phân khúc giá này thì chúng ta sẽ mua i5, i7 và có thể cả mua laptop cũ mới đều được. Với tầm tiền này thì chúng ta có các thương hiệu như là Acer Nitro 5 hoặc các dòng như Lenovo Legion 5, MSI, như các dòng như GF63, GF65 trong cái tầm tiền này. Đó. Và HP thì nó cũng có dòng HP gaming trong tầm tiền này. Còn nếu mà chúng ta cần một chiếc máy chuyên về kỹ thuật và tất cả những cái ứng dụng về phần mềm kỹ thuật, đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết, ví dụ như là Revit, AutoCAD, thì tối ưu những chiếc máy lên chọn chiếc máy chạm là bền nhất. Nhưng với tầm tiền này thì lưu ý với bạn là chỉ có thể mua máy cũ đã qua sử dụng mà không thể mua máy mới được, bởi máy chạm nó rất là đắt. Trong tầm tiền này thì sẽ có ThinkPad P50, Dell Ryzen 7510 và HP ZBook 15G3 để bạn có thể tham khảo thêm. Nói chung là cứ tìm hiểu trên YouTube của cửa hàng là đều có, và các bạn sẽ xem các bài phân tích cũng như những cái đánh giá của khách hàng ở bên dưới phần comment thì chúng ta sẽ đưa ra một cái máy phù hợp nhất các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số đáp ngày hôm nay, và cứ 2 ngày thì chúng tớ sẽ có một số đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, cần tư vấn về MacBook, các câu hỏi phần mềm, phần cứng, đánh giá máy hay nâng cấp máy, quý vị các bạn vui lòng đặt câu hỏi dưới cái tức này, chúng tớ sẽ trực tiếp trả lời qua tin nhắn cũng như qua những cái video hỏi đáp như này. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm nút chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về laptop, mới nhất về công nghệ thông tin. Còn các bạn cần tư vấn với mình thì có thể gọi điện thoại 077 357 và 4 số 9 ở cuối để mình giải đáp các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.